Sáng ngày 23 tháng 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước Lên, kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, chương trình phát triển hạ tầng là một trong ba chương trình đột phá. Thành phố đề ra mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế xã hội, kết nối các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045 là một trong các chương trình phát triển hạ tầng quan trọng. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương, Bến Cát và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn dự kiến triển khai trong thời gian tới sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố, cải tạo môi trường, kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố cũng như những khu vực lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Sáng ngày 23 tháng 2, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá địa phương trong lúc đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa bị chìm, 4 ngư dân đã được cứu vớt an toàn. Tàu cá do ông Võ Văn Kim, 33 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, 4 ngư dân bị nạn trên đã được tàu cá của ngư dân Võ Văn Lựu, 56 tuổi, cứu vớt đưa lên tàu an toàn, còn tàu cá của ông Kim bị chìm xuống biển. Trước đó, cũng trong ngày 22 tháng 2, thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Văn Vĩnh, 47 tuổi và Võ Quang Bắc, 51 tuổi, cùng trú tại thôn 4, xã Do Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, đánh bắt thủy hải sản khi trên đường trở về khu vực cảng Cửa Việt thì gặp sự cố bị sóng đánh chìm. Cả hai sau đó được anh Võ Quang Lãnh, 40 tuổi, đưa tàu ra ứng cứu. Đến 17 giờ cùng ngày, tiếp tục có thuyền đánh cá của ngư dân Nguyễn Đức Huân, 41 tuổi, cũng gặp sự cố và được anh Bùi Đình Hiến ở khu phố 5 thị trấn Cửa Việt ra ứng cứu. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, hai tàu cá trên đã đưa 3 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Hàng giả mạo, hàng dởm, kém chất lượng, bán tràn lan trên các trang mạng, trang thương mại điện tử là vấn đề không mới, cũng chưa cũ. Thậm chí thực trạng càng diễn biến phức tạp, bất chấp đạo đức khi xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh các thầy thuốc nổi tiếng để kê toa bốc thuốc qua mạng, khiến nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Rõ ràng, mối nguy hại từ hàng dởm chưa có điểm dừng. Ngay cả các trang thương mại điện tử có tên tuổi như Lazada, Shopee cũng công khai bán hàng giả. Chẳng hạn túi xách thương hiệu Chanel, LV, Dior có giá chỉ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, trong khi hàng chính hãng lên tới vài chục triệu đồng. Hay nón bảo hiểm giả mạo thương hiệu nón Sơn bán trên Shopee từ 69.000 đến 125.000 đồng, trong khi nón thật từ 600.000 đồng một nón trở lên. Không chỉ bán hàng kém chất lượng, nhiều trang mạng còn sử dụng đủ chiêu trò lừa gạt người mua. Điển hình như trường hợp thổi phồng hiệu quả của sản phẩm hỗn hợp trái cây Multitude và nhau thai Hu Lucenta của tập đoàn Bitney, vừa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương cảnh báo. Chưa hết, đơn vị này còn hứa hẹn nếu giới thiệu thêm khách sẽ được nhận hoa hồng theo hình thức bán hàng đa cấp. Hiện tại, nhiều người vẫn tiếp tục lừa người thân, người quen bằng việc quảng bá sản phẩm này như thần dược. Bà NTT ở gần chợ Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận cho biết, một người bạn thường xuyên lôi kéo bà mua gói thực phẩm trị bách bệnh của Bitney. Với khả năng trị xương khớp, tiểu đường, thậm chí ung thư, gói cao nhất 4 sao lên tới 204 triệu 750 ngàn đồng, được chiết khấu 25%. Và bà đã mua gói 1 sao giá 6 triệu 825 ngàn đồng, nhưng xương khớp vẫn đau nhức. Sáng ngày 23 tháng 2, triều cường trên sông Hậu dâng cao, gây ngập khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đây là trường hợp bất thường vì đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa khô hạn, nhưng nhiều tuyến đường tại Cần Thơ bị ngập cục bộ do triều cường. Trong sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng đã phát bản tin dự báo, cảnh báo gió mạnh trên biển Đông, sóng lớn, nước dâng.
Theo đó, trong 24 đến 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường mạnh trở lại, nên gió đông bắc trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau sẽ mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 8. Độ cao sóng 2,8 đến 4,2 m, biển động đến động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển ngoài khơi ở mức cấp 2. Ngày 22 tháng 2, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam YouTuber Võ Minh Điền về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, ngày 17 tháng 2, anh Lâm Duy Bảo Sơn, tức Sơn Mặt Quỷ, là một YouTuber, điện thoại cho Điền nói muốn đến nhà gặp để giảng hòa mâu thuẫn giữa Điền và nhóm YouTuber của Hà Kim Ngân ở Nha Trang, nhưng không thành. Điền còn phát hiện Sơn và Hà Kim Ngân livestream trên YouTube, chửi bới, hăm dọa Điền. Do đó, Điền đã thách thức Sơn đến nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Tối ngày 17 tháng 2, Điền đang livestream bán hàng trên YouTube thì Sơn đến. Lúc này Điền vội cầm cây vũ ba khúc và nhờ một người trong nhóm Bách Hoa chở đến chỗ Sơn. Khi tới nơi, Điền thấy một người đang đánh Sơn. Vụ xô xát khiến hai người bị thương và một chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng. Công an cho biết, Điền không trực tiếp đánh gây thương tích cho hai nạn nhân và không đập phá ô tô. Tuy nhiên, Điền có hành vi, có lời nói xúi dục, kích động nhóm thanh niên đánh hai nạn nhân, đập phá ô tô gây hư hỏng 91 triệu đồng. Vì thế, công an xác định Điền là đồng phạm với nhóm người trên nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 24 tháng 2, tròn một năm cuộc xung đột tại Ukraine, các bên liên quan vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu đáng kể nào trong nỗ lực giảm xung đột. Trong cuộc gặp giữa Ukraine với Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels, Bỉ, hôm ngày 21 tháng 2, ba bên đã thống nhất sẽ cùng khởi động cơ chế điều phối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Anh, Pháp và Bỉ hồi đầu tháng 2 vừa qua. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu tiếp đón Tổng thống Ukraine nồng nhiệt, cùng những cam kết ủng hộ Ukraine không hề thay đổi. Ngay cả trong chuyến thăm Kiev, hôm ngày 20 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ sự ủng hộ không thể lay chuyển với Ukraine, đồng thời thông báo khoản hỗ trợ quân sự mới lên đến 500 triệu đô la Mỹ, gồm các loại vũ khí đạn dược, tên lửa Javelin hay radar, nhưng lại không đề cập đến các loại tên lửa tầm xa và chiến đấu cơ mà Kiev xin viện trợ. Ông Michel Goya, nhà sử học, cựu đại tá quân đội Pháp nhận định, phương Tây đang ở thế khó. Họ muốn ngăn không cho Nga giành chiến thắng ở Ukraine, nhưng cũng không muốn phải đối đầu trực diện với Moscow, tránh bị Nga coi là bên đồng tham chiến. Báo La Croix của Pháp bày tỏ lo ngại. Gần một tháng nay, trong nội bộ châu Âu xuất hiện các dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của các đồng minh phương Tây của Ukraine. Dư luận ủng hộ Ukraine tại Mỹ và châu Âu cũng sụt giảm. Tỷ lệ ủng hộ tài chính cũng sụt giảm. Trong một bài viết trên tạp chí trực tuyến Federalist Mỹ, nhà bình luận Victoria Marshall cho hay ngày càng có nhiều công dân Mỹ muốn chính quyền tập trung vào các vấn đề trong nước, nhất là khủng hoảng di cư ở biên giới phía Nam. Tác giả kết luận, mọi người bắt đầu nhận ra rằng việc cung cấp thêm vũ khí chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng và không đến gần giải pháp.